Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến đại án cắt lậu tại An Giang bị cơ quan chức năng triệt phá thành công. Hàng loạt những cái tên trong đó có cả cựu chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã nhận hối lộ từ công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng 68 để dung túng cho những sai phạm của công ty này trong quá trình khai thác khoáng sản gây thiệt hại không nhỏ cho nhà nước. Có sự móc ngoặc giữa đối tượng khai thác khoáng sản với cán bộ nhà nước. Tại họp báo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 thông tin về công tác đấu tranh trong các vụ án liên quan khai thác khoáng sản. Theo Thiếu tướng Thành, thời gian qua, Cục C03 đã khởi tố 19 bị can trong vụ án khai thác cát trái phép ở An Giang, làm rõ hành vi lợi dụng việc cấp phép để khai thác vượt quy định 3,2 triệu mét khối, không đưa vào mua bán theo giấy phép, mà tuần ra bán ngoài thị trường nhằm thu lợi bất chính 253 tỷ đồng. Thiếu tướng Nguyễn Phát Thành cho biết, đặc biệt trong vụ án có sự móc ngoặc của các đối tượng với cán bộ nhà nước. Ở đây có sự sung túng bảo kê, chúng tôi đã xử lý đến chủ tịch ủy ban dân tỉnh, giám đốc sở. Cùng liên quan đến khai thác, vận chuyển, kinh doanh trái phép khoáng sản, Trung tướng Trần Minh Lệ, cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường C05 cho biết, tình trạng trên diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương như Cao Bằng, Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình. Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An. Các đối tượng lợi dụng tình hình khan hiếm, thiếu hụt nguồn cung vật liệu phục vụ xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia để khai thác trái phép khoáng sản, cát, sỏi, đất, đá làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp. Trung tướng Lệ nói: Thời gian qua, cục c Nam đã trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn công an các địa phương tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đã áp dụng các biện pháp để đấu tranh với các đối tượng nghi vấn cầm đầu bảo kê. Trung tướng Trần Minh Lệ thông tin, trong quý 1 2024, lực lượng cảnh sát môi trường đã phát hiện hơn 2.000 vụ vi phạm, trong đó Cục C05 trực tiếp khởi tố 8 vụ án, Công an các cấp, cấp khởi tố 118 vụ, 159 đối tượng phạm tội trong lĩnh vực khoáng sản. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Thông tin này khiến dư luận vô cùng xôn xao. Được biết, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh An Giang, vướng vào vòng lao lý vì liên quan đến mỏ cắt lậu lớn nhất nước. Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang còn ra văn bản trị đạo khẩn chống cắt tặc trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị bãi nhiệm. Trước đó vào ngày mùng 4 tháng 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 18 chuyên đề để kiện toàn công tác nhân sự của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết bái nhiệm chức vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 10 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, bái nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đối với ông Trần Anh Thư. Trước đó, ngày 27 tháng 1, Ban Bí thư Trung ương Đảng có quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh An Giang và ông Trần Anh Thư, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh An Giang. Trước đó, ngày 25 tháng 8 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Trần Anh Thư về tội nhận hối lộ. Đến ngày 23 tháng 12 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam. Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Bình về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Thanh Bình đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ Cát, xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Trường Mới, tỉnh An Giang, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn gây thiệt hại tài sản nhà nước. Ông Nguyễn Thanh Bình sinh ngày 4 tháng 11 năm 1964 tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ông Bình là tiến sĩ giáo dục, từng công tác trong ngành giáo dục An Giang, giữ chức giám đốc sở giáo dục và đào tạo. Cụ thể, từ năm 1986 đến năm 2007, ông công tác tại trường Đại học An Giang, giữ chức vụ phó bí thư Đảng ủy phó chủ nhiệm khoa thực phạm. Sau đó ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc và giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang. Tháng 10 2013, ông được Ban thường vụ tỉnh ủy điều động giữ chức vụ, Bí thư tỉnh ủy Tân Châu, tại kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 13, ông Nguyễn Thanh Bình, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2011-2016. Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Hóa 9, ông Nguyễn Thanh Bình tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 11 tháng 4 năm 2019, ông Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 5 năm 2019, ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 30 tháng 6 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất, khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử chủ tịch tỉnh An Giang. Trước khi bị bắt, từng ra chỉ đạo khẩn về nạn các lậu. 4 tháng trước khi bị bắt, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình từng có chỉ đạo khẩn về nâng cao hiệu quả quản lý khoáng sản khi các cấp dưới vướng vòng lao lý liên quan đến cắt lậu và nhận hối lộ. Theo đó, ngày 25 tháng 8 2023, ông Bình ký văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, quản lý chặt chẽ nguồn vật liệu trên địa bàn tỉnh. Khi đó, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh An Giang nhìn nhận, dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, quản lý chặt chẽ nguồn vật liệu xây dựng, nhưng vẫn có một số tổ chức cá nhân sai phạm. Do đó, Chủ tịch An Giang giao Sở Tài nguyên Môi trường khẩn trương đo đạc kiểm tra ngay địa hình đáy sông, đánh giá trữ lượng còn lại của tất cả các khu mỏ cát sông, dự án nạo vét kết hợp với thu hồi khoáng sản báo cáo quy trình cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản, nạo vét kết hợp với thu hồi khoáng sản, đồng thời kiểm tra và giả soát các giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đã cấp và các quy định, văn bản cho phép thu hồi khoáng sản, đề xuất chấm dứt ngay việc khai thác khoáng sản tại khu vực không đủ điều kiện. Chủ tịch tỉnh An Giang cũng yêu cầu công an tỉnh khẩn trương thành lập các chốt kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các hành vi khai thác khoáng sản không đúng quy định. Cùng liên quan đến vụ án, ngay trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, với cáo buộc nhận hối lộ 1,2 tỷ đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác cát vượt công suất. Ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cũng bị buộc tội nhận hối lộ. Trong hàng chục người đã bị khởi tố còn lại có 7 cựu cán bộ sở tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang và trung tâm quan chức bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Lê Quang Bình, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc Trung hộng 68 bị điều tra về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, đưa hối lộ và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Theo điều tra ban đầu, công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng 68 được Ủy ban dân tỉnh An Giang cấp phép khai thác hơn 1,5 triệu mét khối cát cung cấp cho 4 công trình thuộc dự án cao tốc Bắc Nam, mỏ cát khai thác nằm trên địa bàn của xã Mỹ Hiệp và Bình Phúc Xuân, huyện Châu Mới. Lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Chủ tịch Lê Quang Bình đã chỉ đạo khai thác tới hơn 4,7 triệu mét khối cát trị giá tạm tính khoảng 253 tỷ đồng. Công ty bỏ ngoài sổ sách không khai báo và không nộp nghĩa vụ tài chính với số cát khai thác vượt giấy phép 3,2 triệu mét khối này. Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lợi bất chính, ông Bình cùng đồng phạm đã thông qua các công ty trung gian do mình thành lập. Để quản lý mua hóa đơn đầu vào khống, số tiền thu được Bình khai chi cho một số cán bộ. Thưa quý vị, vừa qua liên tiếp thông tin các cựu cán bộ vướng vào vòng lao lý do vi phạm nghiêm trọng trong quá trình công tác khiến người dân xôn xao. Theo thông tin, các cựu cán bộ đều vì vướng vào chung một tội danh đó là nhận hối lộ. Đây là một cái bẫy chết người đối với những cán bộ không giữ cho mình được sự thanh liêm, chân chính. Các cán bộ bị bắt trong đó có bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam về tội nhận hối lộ ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng bị bắt giam về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự. Bắt cùng lúc với hai nhân vật trên là Chủ tịch, nguyên Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi và nhiều cá nhân liên quan vụ tập đoàn Phúc Sơn. Ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về tội nhận hối lộ. Đến nay, thông tin khởi tố tạm giam hay truy tố Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch tỉnh không còn là tin gây chấn động dư luận. Bởi vì tuyên bố trần trị tham nhũng không có vùng cấm, không hạ cánh an toàn của lãnh đạo đảng, nhà nước đã được chứng minh qua nhiều vụ án liên quan đến tham nhũng, nhận hối lộ xảy ra từ nhiều năm trước. Gần đây nhất, Bí thư Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố tạm giam vì liên quan đến dự án Đại Ninh. Không có vùng cấm, không có chuyện bao che cho bất kỳ ai, đã có hành vi sai phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật. Theo dõi những vụ khởi tố tạm giam, truy tố xét xử cán bộ cao cấp, người dân tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật. Mỗi quốc gia mà pháp luật được thường tôn, mọi công dân bình đẳng trước pháp luật, đó là thể hiện cao nhất của dân chủ, văn minh, tiến bộ. Dân nhìn vào các vụ án và củng cố thêm niềm tin vào công lý, còn cán bộ quan chức nhìn vào để tự nhắc nhớ mình bài học về đạo làm quan. Khi có quyền lực trong tay, rất dễ sa ngã, không kiềm chế được lòng tham, bị đồng tiền làm cho lóa mắt, thì trước sau cũng xa lưới pháp luật. Ông chủ của công ty Việt Á Phan Quốc Việt dùng đồng tiền hạ gục nhiều cán bộ, trong đó có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ông chủ tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu dùng đồng tiền hạ gục bí thư chủ tịch các tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, chưa kể cán bộ cấp thấp hơn của các địa phương này. Bài học về đạo làm quan là chỉ có con đường liêm khiết, công chính mới tồn tại, để lại tiếng thơm, còn ngược lại sẽ bị pháp luật trừng trị mất hết tất cả. Cho dù có ai đó thoát lưới pháp luật thì vẫn phải nhận bản án của thẩm phán sáng suốt và công tâm, đó là nhân dân. Dân gian nói, ngàn năm bi miệng vẫn còn trơ trơ là vậy. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.